Xin kính chào quý anh chị và các bạn nhé. Vâng, lại có duyên với mảnh đất Cao Phong Hòa Bình này. Đây là bên em đang lắp cho một đại gia nhé, của đất Cao Phong Hòa Bình này. Chuồng 500m nhé. Đấy, dùng 4 quạt 1,4m này. Đây là trại bò cải tạo nhé, thành trại lợn bây giờ. Bên em đang thi công này, bạt trần. Đây nhá, đang làm công đoạn làm tăng này. Đấy, công đoạn làm tăng này, 35cm một tăng nhá. Đấy, làm rất đơn giản thôi. Đây ạ, tất cả các vườn cam này của đại gia này. Cam thì đang vào vụ nhá. Đấy, chín này. Mỗi năm là đây có 10 hát này, 10 hát là thu 200 tấn này. Cam bây giờ tại Cao Phong Hòa Bình thì đang 400.000 một cân này. À 40.000 xin lỗi. Đấy, bà con thấy mô hình ở đây thế nào ạ? Rất chi là đẹp luôn nhá. Thiên thời địa lợi này, đất Hòa Bình thì rất chi là xốp nhá, nó không phải là đất đá đâu nhá. Đấy. 10 ha thì cho 200 tấn và lợi nhuận siêu khủng luôn. Đấy. Và ai có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi, thiết bị trang trại liên hệ bên em nhá, giá tận gốc luôn này. Tấm 5 mát, quạt hút công nghiệp này, bạt trần chuồng trại này, máng ăn tự động. Vâng, rất mong được sự ủng hộ của bà con nhé.